Ngộ quá không thầy chỉ dạy. Buddhang Saranam Gacchami, con lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, lòng kính xin quy Phật. Sangha Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Duti Yam Bi Buddhang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin lần thứ nhì. Đường Saranam Gacchami pháp lần thứ nhì. Đủ ti giảm khăn sa ra lâm ca cha mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần khăn sa ra lâm ca cha mi con em lòng thành thứ ba. Ta ti giảm bi thầm mâm ca cha mi con em lòng thành kính ta. Ta ti giảm bi sẵn khăn sa ra lâm ca cha mi con lòng thành kính và cha mẹ con đem hết lòng thành kính sa đa năng coi cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy sẵn khăn sa đa năng coi cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy tăng đồ tự giảm bi bất hăng sa đa năng coi cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì đồ tự giảm bi thâm măng sa đa năng coi cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì rồi thì giảm bi sẵn khăn sa đa năng coi cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì tại thì giảm bi bất đa hăng sa đa năng coi cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba tại thì giảm bi thông măng sa đa năng coi cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba tại thì giảm bi sẵn khăn sa đa năng coi cha mi đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba Tuy sa ra na ca ha năng pa ri pun năng phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Đăng Samadhiyami. Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicha Chara Veramani Sikha Đăng Samadhiyami. Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Đăng Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura mê ra yama chấp ma đa tha na về ra ma ni sa kha ba đăng sa ma đi mê. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Bana ti ba ta Mana ti bà ta về ra mani sikha ba đăng samadhi yami con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh adinna dana về ra mani sikha ba đăng samadhi yami con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp kamesumicha chara về ra mani sikha ba đăng samadhi yami con xin vâng dự điều học
là cố ý tránh xa sự tà dâm mẫu xa qua đa. Mẫu xa qua đa, huệ ramani sức khả ba đăng samami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayama cha ma ma da tha na vệ ramani sức khả ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Imani bancha sikha padani satukang katawa apamadena nichaka lăng samma rakitam bang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên với vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Si la na su ga tan yan ti si la na pho ga sam ba da si la na ni po tan yan ti ta sma si la vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các anh nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật chứ được trong sạch, đừng lâm nhờ. Xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chân tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phục thành đồng duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu dạy thoát cây liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức pháp tính cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhược Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhược Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức pháp tính cho học bài di diệu pháp ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
rầm ma cha lô ca thi ba tỷ sa hàm ba tỷ ca tan cha li anh thì qua răng a ya cha tha san tê tha sát tập ba ra chấp kha cha ti ca đề xe tù thâm măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê riêng vi na yánh cha ca văn su tan cha băng thâm a phi thăng ma chăm măng a cô ta danh tô ta tu sắp đa đăng đăng ba bơ thà nay dê và đi xa ya mát chê ê quan sa hâm ba tỳ râm ma và ga quanh tăng a ya cha tha tuấn hay vê na tăng mua thơ cà ruồn nhê na thì qua xa già tán ha vua tha gia bà nê na mi ga đa dân ta tô ga tô bánh cha quát cha đa giờ nay dê à măng ba dê si thăm ma tô ta tô ba phú ti sam vua thô à nu na thăm ma đê sa năng sát ba di tha ba ri sa ya à nu cầm bấm bị ca ta quên chúng sanh tất cả buông hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh anh ngồi chốn đi tội mê cầu được chi tri vẹn toàn nam mô bút tha giá và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp ngày hôm nay à nam mô bút tha giá và sa thú lành thai nhật bình kính chúc đạo tràng một buổi học hoan vui tiến hóa con kính dân mít đến sư Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Tường Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng tôi trở lại lớp học với cái tiếp theo cái bài giảng về cái phần cảnh. Kỳ trước mình đã học đến cảnh ngủ rồi phải không quý vị? Vậy kỳ trước là chúng ta học rồi phải không? Chúng tôi nhớ là giảng về cảnh sắc này, cảnh thinh này, cảnh trí này, cảnh vị này, cảnh xúc này, rồi đến cảnh ngủ, nhà chúng tôi nhớ là như vậy. Thật rất là lạ. Những cái lúc mà mình hứng thú, mà mình thích giảng
về cái phần vi diệu pháp cơ bản này thì coi như là không biết làm sao mà nó mất công chuyện, nó bận công việc quá chừng khoảng như vậy một thời gian rất là dài, nhà một thời gian rất là dài. Có nhiều khi chúng tôi cũng hỏi các vị trưởng lão, có những cái lúc tâm của mình rất là tinh tấn muốn giảng về cái môn học này, hoặc là có những lúc chúng tôi muốn mỗi cái buổi chiều hoặc là mỗi cái buổi khuya tụng những cái bài kinh ở trong Trung Bộ hoặc là những cái bài kinh Thâm Ma Chắc, nhưng mà khi mà phát nguyện trong tâm thì tự nhiên nó bị nhiều cái cản trở, rất là nhiều cản trở, nên chúng tôi cũng không có hiểu được. Có lần chúng tôi cũng hỏi các vị trưởng lão là do mình bị cái chướng duyên hay là bị cái ma chướng. Các vị trưởng lão nói đó là những cái sự trùng hợp thôi, đó là những cái sự trùng hợp. Nhưng mà chắc có lẽ chúng tôi có một cái hiểu, một cái ngầm hiểu, một cái ý nghĩa ngầm, hình như là do cái ma chướng nhiều quý vị. Do cái ma chướng nó nhiều. Thí dụ như quý vị thấy thường thường chúng ta đi chờ hay là chúng ta ngủ nghỉ gì đó, nên nó không có bị cái gì chướng ngại hết. Thử mà quý vị mà có cái sự tinh tấn mà mình hành thiền hay là mình làm những cái thiện pháp ấy, coi như là lúc đó bệnh nó sanh khởi nè, bệnh hoạn nè, rồi công việc nè, rồi phiền não nè, đủ thứ chuyện nó sanh khởi. Còn nếu mà quý vị thấy là bình thường mà mình ăn mình ngủ nghỉ rồi này kia đó, như là nghe nó không có chuyện gì xảy ra đó. Quý vị thử mà quý vị phát nguyện mai mốt tới cái mùa hạ này mình tìm chỗ nào mình hành thiền đó, lúc đó coi nè, công việc nó sẽ tăng thêm, quẳng thôi là sức khỏe nó bị giảm vân vân, nó gặp nhiều ngại lắm. Cũng như cái lớp của chúng ta học như vậy đó, cũng nhiều cái chướng ngại. Chúng tôi cũng rất là ước ao mình dạy thêm cái phần vi diệu pháp này ở trên Facebook, rất là ước ao. Nhưng mà hình như là coi đi coi lại đó, cái thời gian đó, nó rất là ít, thời gian rất là ít. Vì rằng hiện nay các chùa thì hầu như một chùa chỉ có một hai vị để mà làm việc thôi. Nó tất cả các cái công việc nó dồn vào một chỗ, dồn vào một người, thành ra cái công việc nó càng ngày nó càng nhiều. Bởi vậy cái chuyến đi Lào vừa rồi, chúng tôi khi mà chúng tôi tạo phước gì đó, chúng tôi cũng phát nguyện ở trong đời sống sau, nếu mà mình được sanh ra làm người sẽ cố gắng tu hành, giữ giới trong sạch, để trở thành, để cái đời sống tu tập của mình nó được hanh thông. Vì rằng chúng tôi nhìn những cái vị hòa thượng thiền sư ở những cái thảo am, ở bên những cái thảo am ở bên Lào, các ngày sáng thì ôm bát đi khất thực, người ta cúng cái gì đó, chia ra cái phần nào ăn sáng rồi cái phần nào ăn trưa, rồi sau đó các ngài trong một cái liêu cốc bằng cây bằng tranh, các ngài ngồi tu tập, và các ngài ngồi các ngài tu tập cả ngày trời như vậy. Thì mình đặt câu hỏi, mình nghĩ lại cái cuộc đời của mình làm như vậy có được hay không, làm như vậy có được hay không, thì chắc chắn là không được rồi, chắc chắn là không được rồi. Tại tham sân si của mình nó còn nhiều, rồi mình không có đủ cái khả năng để mà mình ngồi một chỗ mình tu tập, nó cần phải có nhiều cái phước này phước kia nó hỗ trợ. Thành ra đấy, chúng tôi nhìn thấy cảnh các vị hòa thượng thiền sư sống một cái đời sống nó rất là thanh thoát, có nghĩa là sáng các ngày dậy sớm,
Rồi đúng 5:40 là kiển đánh, người ta đánh bằng cái một cái miếng gỗ. Rồi các ngài ôm bát, các ngài đi một vòng xung quanh một cái khu phố đó, rồi người ta cúng dường những cái thực phẩm đầy ở trong bát, rồi các ngài chia ra làm hai, cái phần ăn sáng và phần ăn trưa. Còn những cái thời gian ở giữa trong ngày, các ngài lo, các ngài hành thiền, các ngài tu tập. Mình nhìn cái đời sống đó, chúng tôi rất là ước ao. Khi mà ở trong nước đó, thì mình ước ao cái thời gian mình có nó nhiều. Chỉ một ngày mình chỉ cần cái thời gian mà mình lên mình tụng kinh 30 phút, hành thiền 30 phút, buổi chiều và buổi khuya, mình ước ao như vậy. Bây giờ thì mình đi ra ở nước ngoài, mình gặp cái cảnh của các vị sư sống một cái đời sống nó rất là thầm lặng, rất là yên tĩnh, làm cho chúng tôi nhớ đến những vị Phật độc giác. Các ngài hiểu rất là nhiều, biết rất là nhiều, sống rất là lâu, nhưng mà các ngài ẩn cư cũng rất là nhiều. Có nghĩa là các ngài sống một cái đời sống đơn độc ở trong cái khu rừng thôi. Khi mà đi khất thực cần thì các ngài có thể đi bộ hoặc là dùng hành thông để đi ra ngoài làng khất thực, sau đó rồi trở về cái khu rừng mình ở. Mình nhìn các cái vị trưởng lão sống như vậy, rồi mình nhớ đến những vị thánh tăng sống ở trong thâm sơn cùng cốc, có một cái đời sống. Mình nhìn không biết là chúng tôi nói quý vị có cái cảm nhận được hay không, chứ thật sự ra đó thì chúng tôi nhìn những cái đời sống nó rất là thích, rất là thích được sống những cái đời sống đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chắc cái phước báo ba la mật mình nó phải đầy đủ lắm, phải già dặn, phải đầy đủ mình mới sống được cái cuộc đời như vậy. Đó là những điều mà chúng tôi tâm sự đến quý vị trước khi chúng ta bắt đầu buổi học. Bây giờ thì để bắt đầu đi vào bài giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadami sokato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghang namāmi lokassana thang vadamuttama hang buddhang chak dhammang chak bhagavami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức của Tam Bảo xin dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, chúng ta đang học về cái phần cảnh. Cái phần cảnh này đó có nghĩa là những cái gì mà bị tâm biết thì chúng ta gọi là cảnh. Những cái gì mà tâm mình biết được thì cái đối tượng đó chúng ta gọi là cảnh. Vậy thì ở trong Quy Diệu Pháp, cái bài mà chúng ta học á, thì được phân ra tới 21 cảnh. Mà chúng ta đã trải qua 6 cảnh rồi. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ. Đó. Vậy thì những cái đối tượng nào mà bị con mắt biết, thì chúng ta gọi là cảnh sắc. Dù cho cái đó là màu trắng, màu đen, hay là vuông tròn dài ngắn gì cũng vậy, mà hãy mà bị con mắt biết là chúng ta gọi đó là cảnh. Rồi những cái âm thanh nào, âm thanh của người nam người nữ, tiếng trống tiếng kèn, âm thanh của con thú nó ngầm nó, mà cái lỗ tai của chúng ta biết được thì gọi là cảnh thinh.
bất cứ một cái mùi gì mà cái mũi ta ngửi lấy được, là ngửi lấy được là coi gọi là cảnh khí. Những cái chất vị nào mà chúng ta nếm được, chúng ta biết nó là chua hay là nó đắng hay là nó ngọt, vân vân, thì coi như đó là cảnh vị. Những cái gì mà chúng ta xúc chạm được, chúng ta biết nóng, lạnh, cứng, mềm, mát, vân vân, à, thì coi như là đó gọi là cảnh xúc, à, đó gọi là cảnh xúc nha quý vị. Và trước khi đi qua đến cảnh ngủ á, à, thì chúng tôi cũng nhắc quý vị nhớ, có những cái nó không phải thuộc về cảnh vị, mà khi mà nó xuất hiện ở trong lưỡi, ở trong miệng của chúng ta, ví dụ như quý vị ăn mà lỡ mà mình cắn trúng cái lưỡi á, à, hoặc là trúng cái lưỡi của mình á, mình đau, mình đau thì lúc đó gọi là cảnh gì quý vị? Cảnh xúc nha, cảnh xúc chứ không phải là cảnh vị. À, thân thức thọ khổ, à, thân thức thọ khổ nha, đó lúc đó chúng ta biết đó là cảnh xúc nha. Có nhiều người thì mình không cảm, mình bị lẫn lộn cái chỗ này là không được. Đó. Rồi kế tiếp là cảnh ngủ. Cảnh ngủ á là có nghĩa là cái cảnh gì? Có nghĩa là chúng ta gom chung năm cái cảnh. Cảnh ngủ, ta tưởng là mình đi ngủ là gọi là cảnh ngủ, không phải. Cảnh ngủ là gom chung năm cái cảnh mình vừa kể, à, gộp nó chung lại gọi là cảnh ngủ, à, gọi là cảnh ngủ. Thì trong đó gồm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, à, gom chung năm cảnh này lại, à, gom chung nó lại với nhau, mình gọi nó là cảnh ngủ. Thì tại sao mà chúng ta có như thế này? Tại sao chúng ta có như thế này? Thí dụ như đối với khi mà chúng ta tu tập, à, hoặc là chúng ta tu tập á, à, thì coi như là chúng ta bắt, à, từng cảnh, à, nó sanh lên. Thành ra lúc đó đó, à, chúng ta ghi nhận hoặc là chúng ta biết, à, nói chung là lúc đó giống như là mình cái đơn vậy đó, à, giống như cái số đơn, là có nghĩa là chúng ta biết đơn độc từng cảnh. Còn nói về cảnh ngủ là ở trong cái thời điểm đó nó có đủ năm cảnh, ở trong cái thời điểm đó có đủ năm cảnh. Quý vị có thể chúng ta hình dung được một cái thứ nào mà trong cái thời điểm đó có đủ năm cảnh không? À, có nghĩa là có những cái quý vị thấy rằng có những cái bậc mà, à, trưởng giả họ có cái đời sống xa hoa, một cái đời sống cao sang đó, thì, à, trong một ăn của họ đó, và trong một cái phòng ăn của họ đó, thì có những người, à, à, ca sĩ người ta hát, rồi có những, à, vũ nữ người ta múa, rồi ở trong đó được trang hoàng, à, với cái ánh sáng, à, của đèn màu, rồi, à, và những cái thức ăn được bày ở trên bàn, à, đầy đủ thượng vị, những cái chỗ ngồi, à, nó mềm mại, nó thích hợp, đó là cũng như là giống như là cái thờ vua chúa. Còn thời nay là chúng ta thấy rằng, à, à, những đại gia ngày xưa thì mình gọi là, à, à, những vương tôn công tử, hoặc là những tiểu thơ đó, quý vị thấy rằng khi mà một cái bữa ăn của người ta đó có đầy đủ cảnh, thì khi mà mình nói chung một cái hiện tượng nó xảy ra như vậy đó, thì ở trong cái buổi ăn đó, hoặc là trong cái phòng sinh hoạt đó, nó có đầy đủ năm cảnh đó. Thành ra chúng ta gọi là cảnh ngủ, là tại vì nó xuất hiện nhiều cảnh, là nó xuất hiện đầy đủ, thành ra chúng ta lúc đó chúng ta gom chung lại, chúng ta nói là cảnh ngủ, là mình biết có đầy đủ, à, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, à, ở trong đó rồi đó, là mình gom chung lại, chứ lúc đó mình không có chia ra. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, một tâm chỉ biết được một cảnh. Thí dụ như lúc đó cái người đó, người ta ăn mà người ta nghe nhạc và người ta nhìn vũ nữ, à, ca múa, thì, à, tuy rằng là chúng ta thấy rằng lúc đó đó là cái người đó, người ta đang ngồi, người ta hưởng đầy đủ cảnh hết,
à, đầy đủ cảnh hết. Thí dụ như mình ngồi trên một cái ghế salon, niệm được lót gấm trải nhung đó, thì đó là cảnh xúc. Khi mà mình ăn cái thức ăn ngon, đó là cảnh vị. Rồi mình ngửi những cái mùi của nước hoa ở trong cái phòng đó, đó là cảnh khí. Rồi mình nghe những cái tiếng đờn thì đó là cảnh sắc. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là lúc đó đó, hễ mà tâm mình đó, bắt cảnh nào đó, thì chỉ có một cái tâm đó nó sanh lên để nó bắt cảnh thôi. Chứ chúng ta đừng có lẫn lộn là cảnh ngủ là lúc đó một cái tâm để bắt năm cảnh, là cái điều đó nó không phải. Nhưng mà do cái sự sanh diệt liên tục, ví dụ như do cái sự sanh diệt liên tục mình ra mình không biết, mình tưởng là mình vừa ăn rồi mình vừa xem rồi mình vừa nghe rồi mình vừa ngửi rồi mình vừa cảm nhận cái sự mềm mại của nhung gấm đó, thì chúng ta hồi trước giờ đó tưởng là cái tâm của mình nó bắt một lượt nhiều cảnh đó, không phải, không phải như vậy. Nhưng mà lúc nào mà chúng ta vừa thấy cái hình ảnh đó rồi chúng ta nghe qua cái âm thanh đó, là lúc đó là tâm của mình nó sanh diệt rồi. Tâm nào nó sanh diệt? Tâm nào nó sanh diệt quý vị? Nhãn thức nó thấy được cái cảnh sắc đó, nhưng mà khi mà chúng ta nghe được cái âm thanh đó là tâm nhãn thức nó đã diệt đi, và tâm nhĩ thức nó sanh lên đó. Chứ không phải là lúc đó một lượt các cái cặp mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà nó sanh lên, không phải là lúc đó nó sanh lên 4-5 cặp đó một lượt đâu, không có cái điều đó. Nhưng mà tại sao mà chúng ta nhận biết không được? Tại vì nó sanh diệt quá nhanh, sanh diệt quá nhanh, thành ra chúng ta nhận biết không được đó. Vậy thì khi mà gọi là cảnh ngủ thì mình gọi cảnh ngủ là tại sao? Tại vì lúc đó nó có nhiều cảnh, nó có đủ năm cảnh diễn ra, thành ra chúng ta gộp chung lại là chúng ta gọi là cảnh ngủ nữa. Chúng ta gọi là cảnh ngủ chứ chúng ta không có kêu từng cảnh. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng lúc đó tâm của chúng ta, mỗi tâm biết được một cảnh. Cái điều này á, thật sự ra đó, thì quý vị muốn thử á, chúng tôi chỉ cho quý vị thử, nó dễ lắm. Quý vị lấy hai ngón tay, quý vị chạm xuống mặt bàn đi. Quý vị tưởng là đồng một lúc là hai ngón tay đó cảm nhận được cái mặt bàn, nhưng mà thật sự không phải. Thật sự là không phải như vậy. Một cái ngón tay nào đó nó chạm trước rồi mới tới cái ngón tay kia chạm. Cái tâm của chúng ta đó, cái lúc đó tâm của chúng ta đó, nó biết được cái sự xúc chạm bên cái ngón tay nào trước rồi mới đến cái ngón kế bên đó. Hoặc là chúng ta đang nhìn lên màn hình, mình tưởng hai con mắt của mình thấy được cái màn hình đồng một lúc, nhưng mà thật sự ra không phải. Một con mắt nó thấy trước, một con mắt nó thấy sau, chứ không phải là hai con mắt nó đồng thấy lên một lượt. Cái điều dễ nhất á, là quý vị lấy hai ngón tay mà quý vị chạm xuống cái mặt bàn hoặc là cái nền gạch của quý vị đang ngồi, hoặc là cái ly hoặc là cái vật gì đó, quý vị đưa năm ngón tay vô, quý vị tưởng là năm ngón tay nó cùng chạm một lượt, nhưng mà thật sự ra không phải. Nó chỉ có một phần nào đó nó chạm trước, rồi những cái ngón kế đó nó sẽ chạm sau. Tâm của mình á, mình biết được từng ngón như vậy, nhưng mà do cái sự sanh diệt của nó nhanh quá, thành ra chúng ta nhận không được. Thì cũng vậy, trở lại với cảnh ngủ, là lúc đó ở trong cái thời điểm đó nó có nhiều cảnh xuất hiện, nó đủ năm cảnh này xuất hiện, thành ra chúng ta gom chung lại, chúng ta gọi đó là cảnh ngủ, chứ không phải là tâm của chúng ta lúc này là biết được cái cảnh ngủ là năm cảnh một lượt. Chúng ta không phải là như vậy đó. Rồi vậy thì chúng ta qua cái bài mở. Kế tiếp cái cảnh ngủ á, là cảnh pháp. Kế tiếp cảnh ngủ là cảnh pháp. Cảnh pháp ở đây á, là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình cái đặc tính riêng của cái pháp đó, thành ra mình gọi là cảnh pháp. Chúng ta biết
biết được cái đặc tính, cái đặc tính là riêng của cái cảnh đó, thành ra chúng ta gọi đó, nói chung là chúng ta biết đặc tính riêng của cái pháp đó, thành ra chúng ta gọi là cảnh pháp. Ở trong ở trong cái bài mình học á, Quy Diệu Pháp á, nói về cái chi pháp mà của cảnh pháp á, cái chi pháp của cảnh pháp á, là tất cả pháp. Quý vị nhớ tất cả pháp không? Gồm có cái gì trong đó? Tất cả pháp nó gồm có cái gì ở trong đó? Nó gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, như cảnh chế định. Cảnh chế định. Đó, thì chúng ta nên nhớ rằng á, cảnh pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa lúc đó mình biết đặc tính riêng của cái pháp nào đó, thì cái đó, cái sự biết cái cảnh đó gọi là cảnh pháp. Biết cái cảnh đó gọi là cảnh pháp. Chúng ta biết đặc tính riêng, đặc tính riêng. Có nghĩa là bây giờ đó, đặc tính riêng đó có nghĩa là ví dụ như tâm của chúng ta tham hoặc là sân, thì lúc này không phải là chúng ta biết cái chữ là chúng ta không biết chúng ta không phải là biết cái chữ a mà am thợm tham ở nợ ăn sợ sân, chúng ta không phải là phân tích cái chữ đó. Thì cái đặc tính riêng của tham là gì? Là cái trạng thái dính mắc. Cái trạng thái mình dính mắc, mình bây giờ mình đang hành thiền, mình dính mắc với cái thời tiết ngày hôm qua nó rất là mát, gió nó đưa từng cơn vào, nó thổi nhẹ nhẹ, nó làm cho chúng ta dễ chịu. Còn hôm nay thì coi như là chúng ta ngồi nó khó chịu. Cái chỗ này thường ngày tôi ngồi mà cái bà này bà lên cái chỗ đó bà ngồi, hoặc là hôm nay nó nóng nảy nó khó chịu, không biết hồi trưa này có ăn nhầm cái ớt hay tiêu nó nhiều, hay là những cái thức ăn nó nóng mà nó nhiều, thành ra bây giờ cảm thấy ở trong ruột, ở trong bao tử nó cảm thấy nó nóng nóng, vân vân. Mình cảm thấy mình khó chịu, mình thích cái cảm giác ngày hôm qua hơn. Chúng ta thích cái cảm giác ngày hôm qua hơn. Thì vậy thì đó là chúng ta bị dính mắc, Vậy thì á, ở trong cái trường hợp này đó, cái cảnh pháp á, là như thế nào? Là có nghĩa là chúng ta biết cái đặc tính riêng của cái pháp đó. Thí dụ như là tâm quỷ ấy khi có tham, quỷ ấy biết mình có tham, tâm quỷ ấy có tham. Đó, tâm quỷ ấy có sân, quỷ ấy biết tâm có sân. Đó, thì có nghĩa là mình biết mình biết cái đặc tính riêng của cái tâm đó. Thí dụ như tham nó có đặc tính riêng là dính mắc, sân nó có đặc tính riêng là gì? Là muốn hủy diệt đối tượng, phản kháng với đối tượng đó. Thì khi mà mình biết cái đặc tính riêng đó đó, thì chúng ta gọi đó là cảnh gì? Gọi đó là cảnh pháp. Gọi đó là cảnh pháp nha quý vị đó. Thì thí dụ như bây giờ mà quý vị nhìn cái hình ảnh đó, quý vị biết là bây giờ quý vị nhìn cái màn hình đó thì quý vị biết là cảnh sắc, phải không? Rồi quý vị nhìn, quý vị nghe cái âm thanh của chúng tôi, quý vị chỉ quán âm thanh đó là cảnh thinh thôi. Mùi nó có đó, mùi cái mùi đó, mùi thơm hay là mùi thối vân vân, thì cái đó là cảnh khí đó. Thì những cái cảnh này mà mình biết được, do mắt mình biết được, do tai mình biết được, do mũi mình biết được, do lưỡi mình biết được, do thân mình biết được, thì nó có những cái đó, chúng ta nó đi theo cái đối tượng. Con mắt biết cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đó, thì cái cảnh đó nó rõ ràng. Còn đối với cảnh pháp là như thế nào? Là khi mà cái tâm của chúng ta, tâm tham nó có trạng thái gì dính mắc, hoặc là đối với thí dụ như cái niềm tin, cái niềm tin mình là như thế nào, thì lúc đó mình quán, mình biết cái niềm tin là mình đặt một cái sự tin tưởng
vào một cái đối tượng nào đó, thì cái trạng thái mà mình đặt cái tưởng vào một cái đối tượng nào đó, đó mình biết ngay chỗ cái trạng thái đó đó, thì cái đó gọi là cảnh pháp, mà gọi là cảnh pháp nha quý vị. Đó, chúng ta phải biết được, chúng ta phải nhớ, chúng ta nắm lấy cái cảnh pháp này á, là nó rất là quan trọng. Tại vì á, một cái vị tỳ kheo hoặc là một cái vị hành giả khi mà tu tập, chúng ta tu tập mà chúng ta không có hiểu cảnh pháp này á, thì coi như là chúng ta bị lẫn lộn. Mà hễ mà lẫn lộn thì làm sao chúng ta tu được, lẫn lộn thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tu tập được. Đó, nếu mà nói rõ hơn đó, hồi nãy chúng tôi nói với quý vị á, là cái cảnh pháp á, cái pháp đó là cái gì, cái chi pháp đó là, thí dụ như bây giờ cảnh sắc, chi pháp là gì quý vị? Sắc cảnh sắc. Tinh, chi pháp là gì? Sắc cảnh thinh. Cảnh khí, chi pháp là gì? Sắc cảnh khí. Cảnh vị, chi pháp là gì? Sắc cảnh vị. Cảnh xúc, chi pháp là gì? Cảnh xúc chi pháp là gì quý vị? Quý vị nhớ không? Nhớ không? Cái nào dễ thì chúng tôi nói, còn cái nào khó để quý vị mình nói, là quý vị nhớ. Cảnh xúc chi pháp là gì? Nha. Xúc là biết là đụng chạm rồi. Cảnh sắc chi pháp là sắc. Dạ đúng rồi, sa thú, sa thú, sa thú quý vị. Đó, đó cảnh xúc chi, cảnh sắc chi pháp là sắc cảnh sắc. Cảnh thinh chi pháp là sắc cảnh thinh. Nhưng mà nhắc đến cảnh xúc chi pháp là gì? Đất, lửa, gió. Tại sao không có nước ở trong đó? Tại sao không có nước ở trong đó quý vị? Tại vì nước nó thuộc cái trạng thái của nó là kết dính, nó là kết dính chúng ta. Chúng ta không thể thấy được, chúng ta không thể biết được bằng thân, mà chúng ta phải biết được bằng ý, bằng ý. Thành ra nó không có cái chất nước ở trong đó. Nó vậy thì đối với cảnh pháp, đối với cảnh pháp thì là chi pháp của cảnh pháp là gì? Tất cả pháp, tất cả pháp, tất cả pháp. Vậy thì chúng ta gom lại 121 tâm, 52 tâm sở, chúng ta nhìn cái bảng niêu, chúng ta gom lấy vô hết 121 tâm, 52 tâm sở. Vậy thì chúng tôi đố quý vị, sắc pháp còn lại bao nhiêu sắc pháp? Sắc pháp còn lại bao nhiêu sắc pháp? Chúng ta có tất cả là bao nhiêu sắc pháp quý vị? Chúng ta có bao nhiêu sắc pháp? Trời ơi trời, cái lớp này 28 sắc pháp. Rồi, hồi nãy kể ra mấy cái cảnh, cảnh sắc cảnh này cảnh kia đó. Rồi quý vị lấy, quý vị trừ ra đi, trừ ra đi, thì vậy thì chúng ta còn lại bao nhiêu sắc? Chúng ta còn lại bao nhiêu sắc? Quý vị phải suy nghĩ, rồi mình trừ ra là sau này quý vị nhớ luôn. Còn nếu mà chúng tôi nói ra đó thì quý vị sẽ không nhớ. Đó, thành ra quý vị ráng, chúng ta ráng, chúng ta suy nghĩ ra. Bây giờ chúng ta có 28 sắc pháp, phải không? Mà bây giờ cái cảnh pháp á, là cái chi pháp nó ngay chỗ cái sắc pháp này đó, thì chúng ta trừ ra những cái cảnh mà mình đã kể tên rồi. Mình trừ ra những cái cảnh mà mình đã kể tên rồi quý vị. Bây giờ trong 28 sắc pháp này nè, hồi nãy chúng tôi đọc cho quý vị nghe đó, cảnh sắc chi pháp là sắc cảnh sắc. Rồi bây giờ đây là cảnh pháp thì mình trừ ra cảnh sắc. Trừ ra cảnh sắc. Trừ ra sắc cảnh sắc. Phải không? Trừ ra sắc cảnh sắc liền. Hồi nãy chúng tôi nói cảnh thinh thuộc về sắc chi pháp là sắc cảnh thinh, bây giờ mình trừ ra luôn. Tại vì mình đang nói về cảnh pháp mà. Đang nói về cảnh pháp mà. Rồi. Cảnh khí chi pháp là sắc cảnh khí, trừ ra sắc cảnh khí luôn. Cảnh vị là sắc cảnh vị, trừ ra sắc cảnh vị luôn. Rồi, cảnh xúc chi pháp là đất, lửa, gió, trừ nó ra luôn. Vậy thì còn nhiêu? Chi pháp của sắc cảnh, chi pháp của cảnh pháp này, ngay chỗ cái phần sắc pháp thì chúng ta trừ ra mấy cái đó rồi, nó còn nhiêu quý vị?
Không biết quý vị còn nghe, quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi hay không? Còn nghe hay không? Nghe thì trừ đi quý vị. Nghe thì chịu khó trừ giùm chúng tôi. Ở quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Anh ơi. Nha. Bây giờ á, chúng tôi đang lấy cái chi pháp cho quý vị. Chúng tôi đang lấy cái chi pháp cho quý vị. Mình nói về cảnh pháp á, mình nói về cảnh pháp á, là coi như là cái chi pháp của cảnh pháp. Thì mình loại trừ ra những cái cảnh mà mình đã kể tên rồi. Thí dụ như là mình có tất cả là 28 sắc pháp, mà ở trong 28 sắc pháp đó, nó có sắc cảnh sắc thì nó chi pháp của nó là thuộc về mà cảnh sắc. Nó có sắc cảnh thinh đó, thì nó thuộc về, nó nằm ở trong cảnh thinh. Thì bây giờ đó, đối với cảnh pháp này đó, thì chúng ta trừ những cái cảnh đó ra. Chúng ta trừ những cái cảnh đó ra. Cũng như bây giờ đó, chúng ta có 28 người. Và chúng ta có 28 người. Mà bây giờ đó, là chúng ta nói rằng những cái người nào mà đã có công việc rồi đó thì trừ những người đó ra. Thí dụ như những người mà thí dụ như là của người ta chẻ củi nè, rửa chén nè, giặt đồ nè, lau nhà nè, đốt nhang hay là giữ kho gì đó. Đó, mấy người đó người ta có công việc rồi mình trừ ra. Thì bây giờ còn lại bao nhiêu người chưa có công việc, còn lại bao nhiêu người chưa có công việc, thì chúng ta có 28 sắc pháp rồi. Chúng ta có 28 sắc pháp phải không? Hồi nãy á, sắc cảnh sắc á, là nó thuộc về cảnh sắc rồi, bỏ nó qua một bên. Sắc cảnh thinh á, nó thuộc về cảnh thinh rồi, bỏ qua một bên. Nó có công việc rồi, nó có cái chuyện riêng của nó rồi, mà thành ra mình bỏ nó qua một bên. Rồi nó có, rồi sắc cảnh khí, nó thuộc về chi pháp của cảnh khí. Sắc cảnh vị, nó thuộc về chi pháp của cảnh vị, bỏ nó qua một bên. Rồi đất nước, dạ xin lỗi, đất lửa gió, nó chi pháp của cảnh xúc. Rồi bỏ nó qua một bên. Vậy là còn bao nhiêu? Bao nhiêu quý vị làm toán cộng coi, ghi số sai hết rồi. Còn 21 đúng rồi, tu nữ tự nhiên đúng rồi, xa thuốc. Trời ơi đó, chúng tôi thí dụ quý vị có 28 người, 28 người rồi, người giặt đồ nè, người nào giặt đồ rồi trừ người đó ra, người nào rửa chén trừ người đó ra, người nào may giá trừ người đó ra, người nào quét trừ ra, người nào giữ kho trừ ra, đó, người nào coi cổng trừ ra, rồi người nào có cái công việc gì đó trừ ra. Vậy hỏi lại là mình có 28 người mà có 7 người có công việc rồi, vậy thì còn lại là bao nhiêu người chưa có công việc? Thì còn lại 21 người. Thì chúng ta có 28 sắc pháp, mà những cái sắc kia đó là nó đã có cảnh riêng của nó rồi. Nó đã có cảnh riêng của nó rồi. Thì coi như là gì quý vị? Chúng ta trừ ra. Vậy thì cái chi pháp á, cái chỗ này nó quan trọng lắm. Cái chỗ này chúng tôi lặp đi lặp lại ha. Cái chi pháp á, của cái chi pháp của cảnh pháp thì nó gồm tất cả pháp, mà nó trừ ra 7 cái sắc cảnh thôi. Nó trừ ra 7 sắc cảnh thôi. Đó là 121 tâm, 52 tâm sở và 21 sắc pháp. 21 sắc pháp. Đó, chúng ta nên nhớ nhớ cái chỗ này nha. Đó, chúng ta nên nhớ chỗ này. Rồi. Chúng tôi định nghĩa cái tâm của mình á, cái tâm của quý vị á, mà bắt cảnh pháp á, là như thế nào? Có nghĩa là cái tâm của chúng ta lúc đó chúng ta biết cái trạng thái, cái đặc tính riêng của cái pháp đó
Nó cái trạng thái, cái đặc tính riêng của cái pháp đó, thì lúc đó mới gọi là tâm của chúng ta bắt cảnh pháp. Đó, quý vị thấy không? Nó từng ly từng tí như vậy đó. Nha. Chúng tôi đã gom cái chi pháp của cảnh pháp lại cho quý vị. Rồi vậy hỏi khi nào mà quý vị bắt được cảnh pháp? Khi nào mà tâm của quý vị bắt được cảnh pháp? Khi nào mà quý vị ngồi mà quý vị hành thiền đó, hoặc là quý vị ngồi hay đứng hay nằm mà mình quán, mà mình biết đặc tính riêng hay là trạng thái của một trong 121 tâm, một trong 52 tâm sở, một trong 21 sắc pháp, thì lúc đó gọi là tâm của chúng ta bắt cảnh pháp. Đó, đó quý vị thấy không? Thấy khó không? Khó không? Khó lắm à. Nhưng mà quý vị chú ý là chúng tôi lặp đi lặp lại, là chúng tôi không cần giảng nhiều cảnh, mà một cảnh này thôi, một cảnh này thôi. Quý vị chừng nào mà quý vị hiểu thì chúng tôi đi qua, còn thôi không hiểu thì chúng tôi ngồi, chúng tôi ráng suy nghĩ cái thí dụ cho quý vị nghe. Đó. Vậy thì bây giờ á, bây giờ quý vị viết lên đi. Cái chi pháp của cảnh pháp á, là coi như là 121 tâm, 52 tâm sở, 21 sắc pháp, trừ ra 7 cảnh sắc. Đó, 28 trừ ra 7 cảnh sắc, thành ra chúng ta còn 21 cảnh. Đó, quý vị ghi ra giùm chúng tôi cái điều mà chúng tôi vừa đọc đi. Rồi chúng tôi tiếp tục, chúng tôi định nghĩa lại một lần nữa cho quý vị hiểu. Chúng ta hiểu là chúng ta nhớ, còn mà mình không hiểu thì mình không nhớ. Cái đường nét nó chậm hơn quý vị. Chi pháp của cảnh pháp, đúng rồi, chi pháp của cảnh pháp gồm có đó 121 tâm, rồi 52 tâm sở, hai mươi một sắc pháp mở hoặc trừ 7 sắc cảnh sắc, trừ 7 sắc cảnh, trừ 7 sắc cảnh. 52 tâm sở rồi, phải không? Rồi. Đúng rồi, 21 sắc pháp trừ 7 sắc cảnh, đúng rồi. Đó. Vậy thì khi nào mà tâm quý vị bắt cảnh pháp? Khi nào mà tâm quý vị bắt cảnh pháp? Khi nào mà tâm của quý vị á mà thấy được cái trạng thái hay là cái đặc tính của một trong 121 tâm, của một trong 52 tâm sở, của một trong 21 sắc pháp này, thì coi như là lúc đó tâm của chúng ta bắt cảnh pháp. Đó, quý vị hiểu được cái chỗ này không? Vậy thì khi nào mà tâm của chúng ta đó biết được cái trạng thái mình đang dính mắc? Trạng thái của mình đang dính mắc là tâm tham không quý vị? Phải một trong 21 tâm không? Đó, thì lúc đó đó là tâm của chúng ta bắt cảnh pháp. Khi nào mà tâm của chúng ta mà biết được, tâm của chúng ta đó mà thấy được cái trạng thái mát mẻ của cái tâm thiện, mình cảm thấy cái trạng thái của tâm thiện làm cho mình an vui, nó không có lỗi lầm, đó thì coi như là chúng ta bắt được cái trạng thái đó, cái đặc tính đó đó, chứ không phải là chúng ta bắt được chữ ớ mà âm tợm tâm y a n yên thời thiên ngạn thiện. Không phải là chúng ta đọc cái tâm thiện đó, mà chúng ta biết được cái đặc tính, cái trạng thái đó thì của tâm thiện, thì coi như là lúc đó là chúng ta bắt cảnh pháp. Khi nào mà chúng ta thấy cái trạng thái
Niệm là chúng ta có cái sự chìm sâu, là chúng ta chìm sâu ở trong cái đối tượng đó, là chúng ta bắt được cái trạng thái đó, thì lúc đó là tâm của chúng ta biết cảnh pháp, là tâm của chúng ta biết cảnh pháp. Có nghĩa là mình không phải là mình biết cái tên, là không phải là mình biết với cái sự chế định, mà mình biết được tâm mình lúc này nó có cái trạng thái đó, mà tâm của chúng ta có cái trạng thái đó, là lúc đó là tâm của chúng ta đang bắt về cảnh pháp, là tâm của chúng ta đang bắt cảnh pháp đó. Thì quý vị thấy rằng á, vậy thì đối với đó, là đối với cái vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái trạng thái này đó, tâm mình biết được không? Mình biết được không? Tâm thiện biết được, biết được, biết chứ quý vị. Nói đối với những cái tâm mà thuộc về mà tâm của thần thông, tâm của tâm đấu đại á, những cái tâm thiền là chắc chắn mình biết được rồi. Những cái tâm thiền mình biết được rồi. Đó. Rồi những cái tâm siêu thế thì mình khỏi nói rồi, những cái tâm siêu thế cũng biết được. Đó. Rồi. Những cái tâm siêu thế biết được cảnh pháp. Vậy thì những cái tâm bất thiện á, biết được cảnh pháp không quý vị? Thay vì á, chúng tôi nói cho quý vị nghe á, là thí dụ như là đối với á, là tâm mà nó biết được cảnh pháp á, là 43 tâm nhục giới, là 43 tâm nhục giới biết được cảnh pháp. Nhưng mà chúng tôi không nói cái điều đó cho quý vị nghe, mà chúng tôi phân tích ra từ từ cho quý vị, là chúng tôi phân tích từ từ ra cho quý vị biết. Bây giờ tâm bất thiện của quý vị biết cảnh pháp không? Tâm bất thiện của quý vị biết cảnh pháp không? Dạ đúng rồi, tâm bất thiện mình biết cảnh pháp. Đó, thành ra đó, chúng ta ngồi, chúng ta quán, chúng ta biết hết. Nhà chúng ta biết hết, tâm bất thiện cũng biết được cảnh pháp. Mà tâm đại thiện biết được cảnh pháp không? Biết hết. Đó, vậy thì ở trong cái phần mà dục giới á, ở trong cái phần mà tâm dục giới á, tâm mà nó ưa sanh khởi hàng ngày á, chúng ta nè, có những cái tâm mà nó không có biết cái cảnh pháp này á, là chúng ta trừ ra cái nào quý vị? Chúng ta trừ ra cái nào? Chúng ta trừ ra cái cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân. Đó, chúng ta trừ ra cái cặp đó quý vị. Đó. Cái cặp này biết cảnh pháp không? Cái cặp này biết cảnh pháp không? Cái cặp nhãn nó suốt đời nó biết cảnh sắc. Dạ đúng rồi, đúng rồi, nó không biết. Nó cặp nhãn nó suốt đời biết cảnh sắc. Cái cặp nhĩ nó suốt đời cảnh thinh. Cái cặp tỷ nó suốt đời nó biết cảnh khí. Cái cặp thiệt đó thì nó suốt đời nó biết cảnh vị. Cái cặp đó thì nó suốt đời nó biết cảnh xúc. Nó vậy thì thay gì á, chúng ta học về con số mà chúng ta ngồi chúng ta suy tư trong cái những cái loại tâm của mình á, là tâm nào biết cảnh pháp ta? Cái thằng mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này nè thì nó không biết cảnh pháp rồi, tại vì nó có cảnh riêng. Thì mình trừ ra mấy anh đó thôi. Đó, quý vị trừ ra những anh đó thôi. Đó. Rồi có cái nó cao hơn là ba cái giới. Ba cái giới đó là coi như là mình cũng trừ ra luôn. Nhưng mà quý vị chỉ cần chúng ta nhớ cái cách mà chúng ta tìm. Chúng ta nhớ cái cách chúng ta tìm là tốt. Còn đối với những cái tâm còn lại là những cái tâm nào? Những anh mà cao thủ là những anh cao thủ là những anh nào? 27 tâm thiền đáo đại, 15 tâm thiền sắc giới,
12 tâm thiền vô sắc, rồi mấy anh này là coi như là cao siêu không à. Rồi đến 40 tâm siêu thế thì sao thôi, chắc chắn rằng là 67 người này, 67 người này là coi như là biết được cảnh pháp rồi, phải không quý vị? Phải không? Đó, thành ra thay vì á chúng tôi nói với quý vị á là mình có tất cả là 110 tâm, 110 tâm biết được cảnh pháp. Dạ, đó có nghĩa là nếu mà chúng tôi nói cho quý vị nghe về cái con số á, mà chúng tôi nói cho quý vị nghe về cái con số á, thì coi như là quý vị sẽ bị lúng túng, quý vị sẽ bị lúng túng quý vị đó. Thành ra đó chúng tôi không nói cho quý vị nghe con số, chúng tôi không nói cho quý vị nghe về con số, mà chúng tôi á nói cho quý vị nghe về chúng tôi nói cho quý vị nghe về cái cách mà mình tìm, cái cách mà mình suy nghĩ. Thì nãy giờ á mình nói á, mình nói á, cái cảnh pháp á là cái cảnh như thế nào, cái cảnh cảnh á là do bị tâm biết. Vậy thì cái tâm mình á khi nào mà mình biết cảnh pháp, cái tâm mình á mà lúc nào mà mình biết được cái trạng thái, cái đặc tính của cái cảnh đó thì mình gọi đó là mình biết cảnh pháp. Giống như là bây giờ mình nhìn cái hình ảnh đó mà mình biết được cái ý nghĩa đó. Chúng tôi thí dụ cho quý vị dễ hiểu thôi nha, chứ quý vị đừng có lấy đừng có lấy cái thí dụ của chúng tôi để sau này chúng ta sẽ bị mắc kẹt tại vì đối với cái trình độ của chúng tôi chỉ ráng thí dụ cái gì cho quý vị dễ hiểu thôi, nhưng mà nó chưa có chính xác đâu. Thường thường chúng tôi chỉ có những cái thí dụ nào mà của các vị trưởng lão mà đã thí dụ thì chúng tôi lấy cái thí dụ đó ra đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà mình đang nói, chúng ta đang học là cái cảnh pháp là cái cảnh gì, cái cảnh mà tâm của mình biết được cái trạng thái và ý nghĩa của cái pháp đó thì gọi đó là tâm mình biết cảnh pháp đó. Vậy thì đối với cảnh pháp á, chi pháp của nó là 121 tâm, 52 tâm sở, 21 sắc pháp, 21 sắc pháp trừ ra 7 sắc cảnh đó. Vậy thì khi nào mà tâm của chúng ta biết cái trạng thái, tâm của chúng ta biết được cái trạng thái của 121 tâm, cái trạng thái của 52 tâm sở, cái trạng thái của 21 sắc pháp, thì lúc đó chúng ta biết được một trong những cái trạng thái đó thì gọi là tâm của chúng ta bắt cảnh pháp. Tâm của chúng ta bắt cảnh pháp đó. Thành ra quý vị thấy rằng đó, chúng ta nắm rõ ngay cái chỗ này đó, chúng ta nắm rõ ngay cái chỗ này thì chúng ta sẽ lần tìm ra được thêm một cái nữa. Thì thay vì á là bây giờ á mình học vô á mình không biết, trời ơi, 121 tâm, tâm nào nó biết cảnh pháp ta, mình không biết cái tâm nào nó biết cảnh pháp hết, thôi bây giờ mình ngồi mình suy tư đi. 12 tâm bất thiện này anh biết cảnh pháp không? Biết. Đó, nói lại giùm, nói lại cái gì, nói lại ngay chỗ nào. Cảnh pháp bây giờ á, mình đặt ra cái câu hỏi, khi nào tâm mình biết cảnh pháp, khi nào tâm mình biết cảnh pháp, khi nào mà tâm của chúng ta biết được trạng thái hay là đặc tính của đối tượng đó thì lúc đó gọi là tâm biết cảnh pháp. Rồi, đúng rồi. Tại sao gọi là cảnh pháp? Tại vì tâm của chúng ta bắt được trạng thái hay là đặc tính của cảnh đó
Thành ra chúng ta gọi đó giống như là bây giờ mình nhìn cái bà đó mà mình biết được cái bà đó tốt bụng, cái bà đó bà tốt bụng hay là bà xấu bụng, là mình biết được cái trạng thái tốt bụng hay là xấu bụng đó, đó cái đó gọi là cảnh pháp đó. Thì khi nào mà mình biết được cái trạng thái, cái đặc tính của cái đối tượng đó thì đó là mình gọi là cảnh pháp đó. Tại sao gọi là cảnh pháp? Tại vì mình biết được đặc tính trạng thái của cái đối tượng đó. Thành ra khi mà chúng ta biết được trạng thái đặc tính của đối tượng đó nên gọi đó là chúng ta biết cảnh pháp, à, gọi là chúng ta biết cảnh pháp. Vậy thì cái đối tượng đó nó là cái gì? Cái đối tượng đó là cái gì? Cái đối tượng đó là 121 tâm, 52 tâm sở, 21 sắc pháp. Đó, cái đối tượng đó đó. Thì khi nào mà quý vị biết được cái trạng thái, cái đặc tính của 121 tâm, 52 tâm sở, 21 sắc pháp, thì lúc đó gọi chúng ta biết cái đó là gì? Gọi lúc đó là gọi là chúng ta bắt cảnh pháp, hoặc là chúng ta biết cảnh pháp. Nhà chúng ta biết cảnh pháp. Đó. Vậy thì cũng như là lúc nào, đối với thí dụ như là cái trạng thái của tâm tâm sở vô sân thì sao? Không nóng nảy. À, cái trạng thái của tâm sở vô sân là nó không nóng nảy. Nhưng mà cái trạng thái của tâm từ là như thế nào? Mát mẻ. À, đó là chúng ta biết được cái trạng thái gì nè, là chúng ta biết là tâm của chúng ta bắt cảnh pháp. Lúc đó là tâm của chúng ta bắt cảnh pháp. Hồi xưa giờ đó chúng ta nghe nói tâm từ à, phải có tâm từ nha, nhưng mà mình không biết được cái trạng thái của tâm từ như thế nào. Cái trạng thái của tâm từ là mát mẻ, nó mát như là mình mở cái tủ lạnh nha, nó cái hơi trong tủ lạnh nó ra vậy đó. Đó thì chúng ta biết được cái trạng thái khi mà chúng ta có tâm từ đó, à, nó mát mẻ như vậy đó. Nó mát mẻ đến nỗi mà nguyên một cái chảo dầu mà đổ vô cái đầu của cái cô đó mà không có bị gì hết, là do cái người mà đang an trú ở trong tâm từ. Thành ra nước dầu mà nó sâu vậy mà nó chảy bình thường xuống hết đó. Quý vị thấy ghê không? Là cái quay lực của một cái người nữ mà người ta có tâm từ. Còn bây giờ mình mà tâm của mình mà đưa một cái chảo dầu đó vô ngay chỗ cái da của mình, cái là nó tuột cái da luôn, nó tuột cái da, nó còn cái xương không á. À, tại vì mình không có tâm từ, à, mình không có tâm từ đó. Thành ra chúng ta đừng có thử nha, không có nên thử như vậy đó. Thành ra đó, khi nào mà chúng ta biết được cái trạng thái, cái đặc tính của tâm từ, ví dụ như chúng ta biết được cái trạng thái đó là mát mẻ, là một cái sự mát đến nỗi mà lửa mà không gì được, dầu sôi lửa bỏng mà không có làm gì được đó. Thành ra lúc đó là tâm của chúng ta biết được cái trạng thái đó là tâm của chúng ta bắt cảnh pháp đó. Rồi bây giờ á, nó còn thêm một cái phần, là có nghĩa là phải học là có bao nhiêu tâm, là bao nhiêu tâm biết, là có bao nhiêu tâm cảnh pháp. Thì thay vì á, mình ngồi mình con số á, thì chúng tôi chỉ cho quý vị cái cách, à, mình ngồi mình mò, mình tìm từ từ. 12 tâm thiện biết được trạng thái không? À, 12 tâm thiện, dạ xin lỗi, 12 tâm bất thiện. Mình biết được những cái trạng thái bây giờ á, cái tâm bất thiện bây giờ á, lúc mà cái tâm của quý vị á, à, cãi lộn của chúng tôi. Rồi chúng tôi cãi lộn với quý vị biết được cái trạng thái đó không? Biết được cái trạng thái đó không? Nó xấu. Nó xấu. Cũng như có những có cái câu chuyện người ta em mấy anh da đen á, mấy anh nói mấy anh Mỹ trắng tại sao mà gọi tôi là da màu? Mấy anh mới là da màu. À, mấy anh mới gọi là da màu. Tại vì á, khi mà mấy anh á, mà nóng lên á,
thì mặt mày mấy anh là đỏ tía, còn khi mà mấy anh mà sợ một cái điều gì thì mặt mày mấy anh nó tái xanh. À, nói chung là mỗi cái trạng thái tâm mấy anh là cái sắc mặt của mấy anh là thay đổi màu, à, thay đổi màu. Còn tôi có một màu đen, tôi da đen, tôi có một màu đen, mà mấy anh kêu tôi là da màu, mấy anh mới đúng là người da màu. Tại vì mấy anh coi như lúc mà mấy anh cười thì cái màu của mấy anh khác, mấy anh sân cái màu của mấy anh khác, mấy anh tham quá cái màu của mấy anh khác, mấy anh đổi màu như con cắt kè, con cắt kè vậy đó, thì mấy anh mới là da màu. Còn tôi chỉ có một màu đen thôi à, đó, tâm tôi lúc tâm tôi mà nó sân lên nó cũng màu đen thôi, nó tham, tâm tôi nó cũng đen thùi thôi, tại sao mà gọi tôi là da màu đó. Ồ, mà nãy giờ chúng tôi đang giảng cái gì mà sao nó qua tới cái da màu vậy? Có nghĩa, dạ chúng tôi nhớ rồi, có nghĩa là đối với 12 tâm bất thiện, chúng ta biết được cảnh pháp, biết được cảnh pháp tại vì chúng ta biết được đặc tính cái trạng thái, cái tâm của người đó mà mình đang cãi lộn với người ta mà mình thấy người ta ngưng, người ta nhịn mình rồi, người ta thương mình rồi, thì mình cũng biết là người ta có tâm thiện, người ta, mình cũng biết cái trạng thái cái người này là cái tâm thiện nó sanh lên rồi, cái đối tượng mà đang cãi lộn với mình nè là hồi nãy là mình tâm sân nè, mà người ta cũng cãi lộn mình, người ta tâm sân nè, nhưng mà sau hồi người ta cãi rồi người ta thấy mình mềm, mình hiền dịu lại rồi đó, thì mình cũng nhận thấy cái trạng thái đó được. Vậy thì quý vị thấy rằng á, 12 tâm bất thiện cũng biết được trạng thái, đặc tính, rồi những cái tâm đại thiện cũng biết được, rồi những cái tâm thiền thì coi như là biết được luôn rồi, tâm thiền là chắc chắn là biết được, tâm siêu thế là chắc chắn là biết được cái trạng thái. Vậy thì còn có 10 cái anh mà cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân đó, mình trừ 10 cái anh đó ra, trừ 10 anh đó ra thôi, 10 anh đó anh không biết gì hết á, chỉ biết là coi như là anh chỉ biết là coi như là hãy mà con mắt biết cảnh sắc, lỗ tai biết cảnh thinh, mình trừ 10 anh đó ra. Thì quý vị thấy mình cái cách tìm này nó dễ không? Khi nào quý vị nghe mà ai mà hỏi quý vị á là có bao nhiêu tâm, biết được cảnh pháp, thì quý vị ngồi quý vị suy tư đi. Có mấy cái anh mà cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân á, thì mấy anh đó là anh chỉ biết cái đối tượng riêng của anh thôi à. Nó giống như cái ổ cắm của Liên Xô á, Liên Xô mà nó chế ra cái ổ cắm điện á, là coi như là nói mình chỉ có lấy cái chùi cắm của Liên Xô nó chế ra mình mới cắm vô thôi, còn cái ổ cắm Nhật là coi như cái nào ổ cắm vô cũng được hết đó. Quý vị thấy mấy cái ổ cắm điện mà do Nhật nó chế không đó, mình cắm cái đồ nào vô cũng được hết đó. Đó, thành ra đó khi mà người ta hỏi quý vị đó, có bao nhiêu tâm biết được cảnh pháp, thì quý vị cứ tâm bất thiện cũng biết nè, tâm thiện cũng biết nè, tâm thiền cũng biết nè, tâm của tâm tố, tâm của vị A-la-hán cũng biết được cảnh pháp. Chỉ có cái anh mà anh nhãn, anh nhĩ, anh tỷ, anh thiệt, anh thân đó, là mấy cái anh đó mình trừ anh ra đi. Đó là coi như là mấy anh đó không biết cảnh pháp thôi. Đó thì hỏi quý vị thì quý vị cứ ngồi quý vị tìm vậy là nó dễ. Đó, chúng tôi cũng nằm đêm, chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều, chúng tôi mới chỉ quý vị cái cách tìm như vậy đó. Cái cách này là do chúng tôi là tự tự chế nha quý vị. Tự chế nha. Và tự chế ra cái cách mà tìm đó nha quý vị. Giống như là Trương Tâm Phong mà ngồi chế ra cái gì đó, Thái Cực Quyền vậy đó. Rồi thôi bây giờ là xong cái cảnh pháp rồi đó, quý vị ráng quý vị về cũng bị nhớ nha. Rồi kỳ sau mình học đến cảnh chân đế. Rồi bây giờ thời gian đã hết rồi, nên đã lố nhiều thời gian rồi, nên chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước này xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thất Bà, Ngã Quỷ, A-tu-la, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phúc mặt, phúc mài, chư thiên dương. Mong các vị hưởng được phúc này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, không biết còn cái nick nghe pháp không quý vị. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Nhục mình cứ chờ, dạ, không thấy lên nick. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng bài di diệu pháp ngày hôm nay. Rất là hữu ích cho con. Dạ, con thì chế đạo con hơi dốt mà con hiểu được lời sư giảng là con cảm thấy rất là hữu ích. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính tri ân, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính rất là nhiều. Và dạ, để room chúng con toàn đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có thanh thủy, có gì thanh thủy tiếp tục nghe thanh thủy nha. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. À. Phật quả tu sắp bà mang ra lăng ra khăn tu sắp bà đê quả tắc sắp bà bụt đà nụ phá quê nơi xa đà sở thị phụ quanh trú trê. Phật quả tu sắp bà mang ra lăng ra khăn tu sắp bà đê quả tắc sắp bà hàm má nụ phá quê nơi xa đà sở thị phụ quanh trú trê. Phật quả tu sắp bà mang ra lăng ra khăn tu sắp bà đê quả tắc sắp bà sẵn khá nụ phá quê nơi xa đà sở thị phụ quanh trú trê. Tất hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người.